Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Xin chúc quý vị có một ngày bình an và tràn ngập may mắn. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thành công. Và thực tế thì ai cũng có thể thành công và hạnh phúc mà không cần phải thật may mắn hay quá giỏi giang để làm được điều đó. Sống một cuộc sống hạnh phúc và thành công không chỉ là lái một chiếc xe thể thao đắt tiền hay sống trong một căn biệt thự lớn, mà chính là sự giác ngộ từ bên trong. Dưới đây là 7 điều quan trọng được nhiều người truyền nhau, chúng chứa đựng những hàm nghĩa và đạo lý sâu sắc. Nếu thường lưu giữ chúng trong tâm, bạn sẽ có thể điều tiết cảm xúc và giữ được tâm thái vui vẻ hơn cả uống nghìn thang thuốc bổ đắt đỏ trên thế giới. Hãy cùng chiêm nghiệm bạn nhé! Thứ nhất, lòng người. Người xưa có câu, sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Câu nói này ngàn năm vẫn còn những ý nghĩa vô cùng sâu sắc và chính xác đến từng câu chữ. Trong xã hội ngày nay, hầu như ai cũng có khả năng ngụy trang bản thân đằng sau những lớp mặt nạ. Có người che giấu sự yếu đuối bằng vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng có người lại che giấu tâm tư xấu xa bằng vỏ bọc hiền lành, lương thiện bên ngoài. Thế nên người ta mới có câu nói, dò sông, dò biển, dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Sông sâu biển lớn, nhưng cũng không phải là vô tận. Chúng ta vẫn có cách để đo được độ sâu của nó. Thế nhưng lòng người thâm sâu khó lường, mấy ai dễ mà đong đếm được. Giống như câu ca dao trên, ai dám cam đoan có thể hiểu hết một người. Phàm ở đời, thứ gì càng khó nắm bắt càng nguy hiểm. Người hôm nay có thể trước mặt cười nói với mình, hôm sau đâm một nhát sau lưng, không còn bất ngờ. Vì vậy, càng cẩn trọng, cảnh giác, thì chúng ta mới càng có thể bảo vệ bản thân và những giá trị quan trọng lâu dài hơn. Sống trên đời, chẳng có gì quý hơn việc làm một con người lương thiện. Ta chọn lương thiện không phải vì ta mềm yếu, mà bởi vì ta hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác. Người ác tất sẽ có báo ứng. Ta chọn nhường nhịn không có nghĩa là ta đang bị thụt lùi, mà vì ta hiểu rằng một sự nhịn chính sự lành. Nhịn một chút sóng êm gió lặng, lùi một chút biển rộng trời cao. Ta chọn tha thứ không phải vì ta nhu nhược, mà bởi vì ta hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả. Hãy dùng trái tim để đáp lại một trái tim, yêu thương một cách công bằng, đối đãi bằng tấm chân tình. Như vậy lòng người mới chân thành. Thứ hai, tùy duyên. Vạn sự trên đời đều phải xét đến chữ duyên. Gặp gỡ hay chia ly, được hay mất, hết thảy đã có sự an bài từ trước. Bởi vậy con người nên biết thuận theo tự nhiên để cuộc sống được thảnh thơi và an nhàn. Nhân sinh như mộng, khi thăng khi trầm, như vầng trăng kia khi mờ khi tỏ, khi khuyết khi tròn, có chi đáng để mà tranh giành. Giữa người với người, có thể gần cũng có thể xa. Giữa việc với việc, có thể phức tạp thì cũng có thể đơn giản. Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu cũng có thể cạn. Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hơn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt biển. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Trên đời có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì. Cuộc sống không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả mà thôi. Đời người vì để tâm mà đau khổ, vì hoài nghi mà tổn thương. Nếu biết coi nhẹ sẽ vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta đều là khách qua đường trên cõi đời này, chỉ dừng chân tá túc vài ngày nơi quán trọ trần gian, rồi lại vội vã rảo bước rời đi. Cho nên tất cả mọi chuyện cứ để tùy duyên, mặc cho con tạo xoay vần.
Thứ ba, lòng bao dung. Người xưa có câu, biển vì có thể dung nạp 100.000 con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Con người sống phải biết khoan dung, không cần mọi việc đều phải giành phần thắng về mình. Cãi thắng người nhà, tình thân sẽ mất. Cãi thắng vợ chồng, tình cảm nhạt nhòa. Cãi thắng bạn bè, tình nghĩa chẳng còn. Điều bạn thắng được là thể diện, điều bạn thua là tình nghĩa. Người bị thương lại là chính bản thân mình. Đen hay trắng, đúng hay sai, đã có thời gian làm chứng. Sống trên đời này, xin bạn dùng tấm lòng bao dung, sự tha thứ của mình đối với mọi người xung quanh, nhất là kẻ thù của mình. Đôi khi hãy thầm cảm ơn kẻ thù của bạn, vì chính người đó cho biết đâu là giá trị đích thực, cái gì tốt đẹp và cần phải trân trọng nó. Buông bỏ kiến giải cá nhân, là một người bao dung thì điều bạn thắng được lại là cả một kiếp người. Làm người vừa phải bao dung được những thứ tốt và không tốt, còn phải bao dung chính mình, bao dung người khác và bao dung vạn vật trên thế giới thì mới thành tựu được một cuộc đời mỹ mãn và tươi đẹp. Thứ tư, giàu nghèo. Người biết đủ thường vui, dẫu sống trên mặt đất mà như ở nơi thiên đường. Kẻ tham cầu vật chất, dục vọng thì dẫu ở thiên đường cũng như thân trong địa ngục. Trong kiếp người, tâm hồn giàu có thì con người cũng trở nên giàu có. Dẫu cuộc sống vật chất thanh bần, nhưng tâm hồn họ lại tràn đầy nhựa sống. Biết đủ mà vẫn có thể cho đi mới là sự giàu có thực sự. Ngược lại, kẻ ham muốn hưởng thụ vật chất thì lại nghèo, bởi lẽ dẫu có nhiều hơn nữa, lòng tham vẫn là hố sâu không đáy, nên nghèo vẫn lại hoàn nghèo. Biết đủ, biết hài lòng với những gì đang có, không có gì đáng xấu hổ. Những người biết đủ, biết hài lòng sẽ biết khi nào nên dừng lại, tránh khỏi nguy hiểm. Chỉ có như vậy, sinh mệnh mới được dài lâu. Người biết đủ, biết hài lòng là những người hạnh phúc nhất. Họ không tham lam những thứ không thuộc về mình, không truy cầu những thứ cao xa, không có lòng dạ đen tối, không hám danh hám lợi, không mong muốn vinh hoa phú quý. Trong lòng họ không có buồn lo ưu sầu, có chăng chỉ là bình an, vui vẻ, cơm no áo ấm, vô lo không sầu, không có bệnh tật, không có tai nạn, mới thật sự là cuộc sống hạnh phúc. Đời người không có bất hạnh, chỉ có không biết đủ, không biết hài lòng mà thôi. Thứ năm, buông bỏ và thứ tha. Nhà văn Nhật Bản Toda Kojo nói rằng, cuộc sống của bạn chính là căn phòng của bạn. Nếu căn phòng đó rất bẩn, tôi rất đáng tiếc phải nói với bạn rằng, vận may, ước mơ của bạn đều đã tiêu tan cả rồi. Một căn phòng bừa bộn không chỉ tích tồn bụi bẩn, mà còn hạn chế cảm xúc. Từ đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cũng như tâm hồn chúng ta. Tâm hồn của chúng ta cũng giống như căn phòng. Nếu không lo nghĩ, không tích trữ những suy nghĩ tiêu cực, thì cuộc đời tự khắc sẽ lên hương. Chuyện lớn hôm nay tới ngày mai đã trở thành chuyện nhỏ. Chuyện lớn của năm nay tới mai sau sẽ trở thành chuyện cổ. Đại sự của kiếp này tới kiếp sau lại trở thành truyền thuyết. Nhiều nhất thì ta cũng chỉ là một nhân vật trong câu chuyện đó mà thôi. Khi gặp phải những chuyện không thuận lợi trong cuộc sống, công việc, xin hãy hét to lên rằng, hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, một ngày mới lại bắt đầu. Khi đắc ý phải biết coi nhẹ, khi phật lòng phải biết nghĩ thoáng. Đời người có rất nhiều thứ cần phải buông bỏ. Khi cần buông thì phải buông, khi cần giữ thì hãy giữ. Thêm một chút bao dung, thêm một chút rộng lượng, xua xua tay, nhoẻn miệng cười, thì mọi chuyện không vui cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Có người từng nói, người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra, mà do chính mình. Biết buông bỏ, bạn sẽ sống đơn giản và hạnh phúc hơn. Thứ sáu, họa phúc. Dẫu tích đức không ai thấy, nhưng hành thiện đã tự có trời biết. Con người hành thiện, phúc tuy chưa đến, họa đã tránh xa. Con người hành ác, họa tuy chưa đến, phúc đã lánh xa. Người hành thiện như cỏ giữa vườn xuân, nhìn hút tầm mắt, ngày thêm sinh trưởng tốt tươi. Kẻ hành ác như đá mài dao, không nhìn thấy tổn hại trước mắt,
nhưng tai họa đã bén duyên. Phúc họa không có lối vào mà đều tại tâm con người. Sự đáng sợ của việc hành ác không nằm ở việc bị người khác phát hiện, mà là lương tâm mình tự biết. Niềm vui của người hành thiện không phải là những lời tán dương, mà bắt nguồn từ sự bình yên trong tâm hồn. Ngày nay, trong xã hội có rất nhiều người khi mắc lỗi không biết tự nhìn lại bản thân, xem lại chính mình, mà luôn nghĩ cách đổ lỗi cho người khác. Khi một người không ý thức được lỗi lầm của chính mình, sẽ không bao giờ có thể thành công. Họ sẽ gặp phải càng nhiều tai họa, phúc khí tự nhiên cũng dần rời xa. Chỉ còn lại một mớ chuyện rắc rối, làm cho bạn đau khổ, mệt mỏi mỗi ngày. Cho nên khi gặp phải chuyện không được như ý, khi ai đó làm cho bạn bực mình, hãy xem lại những thiếu sót của bản thân và tự mình sửa lỗi. Đừng nên tìm cách đổ lỗi cho người khác, cần giữ thái độ lạc quan, vui vẻ đối diện với cuộc sống. Tục ngữ có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Nếu muốn vận may luôn mỉm cười với mình, hãy học cách hành thiện tích công đức. Hãy ghi nhớ rằng phúc họa trong đời đều từ bản thân ta mà ra. Thứ bảy, cảm ơn. Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương mình, vì họ đã tu luyện trái tim và ý chí của bạn. Cảm ơn những người đã lừa dối mình, bởi vì họ tăng trưởng thêm kiến thức cho bạn. Cảm ơn những người đã đánh đập mình, vì họ đã giúp bạn tiêu giảm tội nghiệp. Cảm ơn những người đã bỏ rơi mình, bởi vì họ đã tu luyện thêm năng lực cho bạn. Cảm ơn những người đã trách mắng mình, vì họ giúp bạn tăng thêm định lực và trí huệ. Hãy cảm ơn những người đã làm tổn thương, đã rèn luyện cho mình ý chí, đem lại bài học và kinh nghiệm, giúp cho ta nhận ra điều gì đáng trân trọng và nâng niu. Chọn cảm ơn những người tổn thương mình, biến sự tiêu cực của họ thành cái tích cực của mình, cũng là một cách tiếp thêm một nguồn sức mạnh giúp bạn vươn lên không ngừng để có được tình yêu và thành công. Trên hết, học cách tha thứ và cảm ơn giúp cho tâm trí bạn được bình an. Khi tha thứ, người được lợi nhất không phải người được tha thứ mà là chính bản thân bạn. Đây là cách để bạn cứu rỗi cuộc sống vốn tươi đẹp của mình, cứu rỗi từng ngày, từng phút, từng giây của mình. Sống giữa thế gian này, lòng biết ơn sẽ khiến cuộc sống thi vị, độc đáo hơn. Học cách cảm ơn, thứ tha, không lo nghĩ là chúng ta đang đối xử tử tế với chính mình. Các bạn thân mến, người xưa có câu, đời người có vô vàn việc không như ý. Đúng là như vậy. Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất nhiều những việc không như ý muốn, khiến cho ta buồn phiền không vui. Thật ra có được niềm vui hoàn toàn không khó như nhiều người tưởng tượng. Chỉ cần suy nghĩ khác đi một chút, thay đổi một vài thói quen, thì niềm vui sẽ đến rất tự nhiên và mộc mạc. Hy vọng với 7 điều mà Ngẫm Sự Đời vừa chia sẻ trên đây đã giúp cho bạn lấy lại được năng lượng tích cực trong cuộc sống và giúp cho bản thân trở nên vui vẻ hơn nữa nhé. Bạn có đồng tình với những quan điểm của chúng tôi hay không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo trên kênh.